Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sẽ tách con Luna trên ví Terra để săn airdrop của dự án netfull.financy nha các bạn. Thì đây thì nó sẽ có một chương trình airdrop nhưng mà nó chưa có airdrop chính thức nha các bạn. Thì trước khi tham gia thì các bạn nên cân nhắc nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần lý cho phần link mô tả dưới video mình download về một cái app có tên là Terra săn nha các bạn. Sau đó thì các bạn tạo ví nha các bạn. Thì mình có một cái video hướng dẫn tạo ví cho các bạn dưới video luôn, phần link mô tả dưới video mình nha các bạn. Thì đấy, start được thì các bạn cần có một con Luna nha các bạn. Thì con Luna thì các bạn có thể mua trên sàn Binance, Huobi nha các bạn. Thì bạn nào không biết cách mua thì xem lại một cái video mình hướng dẫn cho các bạn đã start Luna trước khi airdrop, nhận airdrop cũng của nó nè. Rồi, sau khi các bạn có cái tóc cần Luna xong thì các bạn bấm vào mục staking nè các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nha các bạn. Hot money up skin đâu vậy ta, nó dự án nó đâu ta? Nè. Netfull Financy nè. Đứng hạng thứ 70 nè các bạn. Rồi bạn nhấp vào nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào mục staking nè. Còn một redeem này là một quýt giao các bạn. Thì các bạn muốn setup bao nhiêu thì các bạn setup nha các bạn. Các bạn setup một lượng nhỏ thôi các bạn, 0.0405 gì đây bạn. Rồi bạn bấm next nha bạn. Rồi sau đó bạn bấm vào complete nè. Rồi sau đó các bạn nhập password mình vào nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào chấp nhận nha các bạn. 5 6. Rồi ok. Để mình coi mình đã setup được chưa các bạn. Đâu ta? Đây nằm hàng 70 mà. Đây nè các bạn. Thì sau khi các bạn setup thì các bạn sẽ nhận đồng lãi này nè các bạn. Thì các bạn muốn rút thì các bạn bấm vào một này nha các bạn. Bạn rút ra nha các bạn. Rồi, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn setup con Luna đến đây mới kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nha.